không phải là những nhà nghỉ khách sạn ngay giữa trung tâm thị xã Sapa nhộn nhịp. Bạn Đông Thúy Huyền, một du khách đến từ Lạng Sơn, đã lựa chọn homestay này để ở trong những ngày đến du lịch Sapa trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Với nhiều cây xanh, những tiểu cảnh nhỏ xinh, những góc bài trí đơn giản mà gần gũi đã mang lại cho du khách sự trải nghiệm thật thoải mái và thân thiện. Mảnh đất thiên nhiên Sapa đối với em rất là đẹp, rất là giản dị, và em muốn tìm đến những cái địa điểm như thế này. Em thấy nó rất là bình yên và em rất là thích ạ. Và nếu có dịp thì em mong là hè em sẽ lên đây chơi tiếp ạ. Trước tiên là bọn em set up cái nhà này là theo kiểu là rất là đẹp và không gian yên tĩnh, thì để cho mọi người đến là có thể là chụp hình, check in các kiểu. Bên cạnh cái không gian cảnh quan như này thì là bọn em là homestay. Thì slogan của bọn em là Your Home in Sapa. Tức là khi mà khách đến đây ở và trải nghiệm thì cảm giác một không gian rất là yên tĩnh và yên bình, và bọn em luôn đối đãi và tiếp xúc với khách như là một những cái người nhà của mình thôi. Những homestay như những góc thu nhỏ của một Sapa xưa cũ như thế này chính là nơi mà bất cứ vị khách nào cũng muốn dừng chân, dành trọn một ngày để thư giãn và thả trôi cảm xúc. Thưởng thức một ly trà, đọc một cuốn sách, trò chuyện với chủ nhà về cuộc sống vùng cao. Đó chính là cảm giác bình yên mà mô hình du lịch cộng đồng mang lại cho du khách. Em ở Sài Gòn vào đây thì em lại thích chọn những homestay. Kiểu thứ nhất là gần gũi với người dân local tại đây, tìm hiểu văn hóa. Thứ hai là em thích kiểu gần gũi thiên nhiên và cây cối này hơn. Ở thành phố thì mỗi ngày đi làm rồi ngồi văn phòng này kia, em không có được những cảm giác đó. Thì cái này là cảm giác giống như là để nghỉ ngơi lại và nhìn lại mình thôi. Dù cho quá trình đô thị hóa đang khiến cho Sapa lặng lẽ trong áng văn xưa của nhà văn Nguyễn Thành Long không còn trọn vẹn, nhưng vẫn còn đó những góc nhỏ bình yên, thơ mộng. Đó có thể là con đường tình yêu ngập sắc hồng leo, là mặt hồ trong xanh trên núi, là những bản làng mộc mạc bình yên. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đem lại đắm say cho những ai yêu thích và kiếm tìm một Sapa lặng lẽ, kiêu kỳ, tưởng đã thành hoài niệm.